Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ Master Topic. Sau đây tôi xin giới thiệu đến với các bạn gói bài giảng hỗ trợ luyện thi Topic cấp 5, cấp 6. Giống với cấu trúc của gói bài giảng Topic cấp 3, cấp 4 mà tôi đã giới thiệu đến với các bạn ở bài trước, gói bài giảng này cũng tập trung vào rèn luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết và ngữ pháp với 49 bài giảng được cung cấp trong 5 tháng và dĩ nhiên các bạn cũng sẽ học cùng với giáo viên người Hàn Quốc. Đối với gói bài giảng này, mục tiêu của Master Topic đó là cùng các bạn đạt được điểm số cao hơn trong phần thi đọc bằng việc giáo viên sẽ chỉ ra các phần từ vựng và ngữ pháp thường xuyên xuất hiện trong đề thi Topic. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được luyện tập phần thi nghe bằng việc trực tiếp giải đề thi cùng với giáo viên. Đây chính là cách giúp các bạn đạt được điểm số cao hơn trong phần thi này. Để đạt được Topic cấp 5, cấp 6 thì các bạn cũng biết phần thi viết là phần thi rất quan trọng. Đối với việc ôn luyện cho phần thi này, giáo viên của Master Topic sẽ trực tiếp kiểm tra và điều chỉnh bài viết mà các bạn viết để từ đó đạt được điểm số cao hơn trong phần thi này. Việc đạt được Topic cấp 5, cấp 6 không dễ dàng gì đúng không? Vậy nên các bạn hãy lựa chọn gói bài giảng Topic cấp 5, cấp 6 của Master Topic để đạt được điều đó một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.